Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng và rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin được phát sóng hàng ngày vào lúc 18h30 phút trên sóng truyền hình cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hưng Yên có 100% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Gia tăng người mắc cúm A trái mùa. Thăng quân hàm với 3 cán bộ chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy. Tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Đồng chủ mưu vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ bị tiêu diệt. Anh, Pháp trải qua tháng 7 khô hạn nhất trong lịch sử. Tiết kiệm chi phí, thời gian, thuận tiện trong thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, nên đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh đã cấp mới mã số thuế cho trên 870 doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh. Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt trên 98%, 100% doanh nghiệp tổ chức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện ngành thuế cũng đang tích cực chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay dịch cúm A trái mùa tại tỉnh Hưng Yên đang tăng cao. Đa số các ca bệnh điều trị tại nhà và khỏi sau từ 3 đến 5 ngày, song cũng có không ít những ca chuyển biến nặng phải nhập viện, nhất là ở trẻ em, người già, người có bệnh nền về đường hô hấp. Hiện lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị do mắc cúm A tại các bệnh viện đều tăng, riêng tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tăng khoảng 200% so với cùng kỳ các năm trước. Các bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, ho, đau rát họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, nặng hơn có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Bệnh cúm nói chung và cúm A là bệnh hay gặp, dễ điều trị, song không vì thế mà người dân chủ quan về những biến chứng như viêm phổi, các bệnh về tim mạch, thần kinh, viêm cơ có thể xảy ra với người bệnh. Hiện nay dịch bệnh diễn biến khó lường, có nguy cơ dịch chồng dịch như sốt xuất huyết, COVID-19, đậu mùa khỉ. Vì vậy, người dân cần giữ gìn vệ sinh, bổ sung dinh dưỡng, phòng bệnh và chủ động tiêm phòng vaccine. Đường huyện 92 và đường huyện 72 ở huyện Tiên Lữ được đầu tư nâng cấp và mở rộng nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và mất an toàn giao thông. Đường huyện 92 dài gần 5 km qua địa bàn các xã Minh Phượng, Đức Thắng, Cưng Chính và Trung Dũng. Đường huyện 72 qua địa bàn xã An Viên dài hơn 2 km đều được phê duyệt từ năm 2017. Theo kế hoạch, hai tuyến đường này sẽ được đưa vào sử dụng năm 2020. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai vẫn chưa được hoàn thành. Các hạng mục thi công vẫn đang dang dở. Đường xuống cấp khiến người và phương tiện khi tham gia giao thông qua tuyến đường này gặp khó khăn và có nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện vẫn còn 170m mặt bằng đường huyện 72 chưa bàn giao cho đơn vị thi công. Trên địa bàn tỉnh có 7 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý và đến nay tỉnh đã hoàn thành xử lý triệt để 4 trên 7 cơ sở. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, gồm bãi rác An Vũ, thành phố Hưng Yên, bệnh viện Đa khoa tỉnh, làng nghề thuộc xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, làng nghề sản xuất bột rong giềng, huyện Quái Châu. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tham mưu với tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm, xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, xử lý triệt để diện tích vườn bị ô nhiễm chỉ khoảng 3,2 ha thuộc 195 hộ và 7 khu vực công cộng tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, xây dựng cải tạo và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh. Ngày 2 tháng 8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra một vụ cháy tại quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn nhân, cứu hộ. Khi lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, bịt lối ra, hết giữ khí khiến 3 chiến sĩ hy sinh. Sớm hơn một bước, cao hơn một mức trong phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Đó là tinh thần của công điện số 680 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Công điện nêu rõ Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh đầu mùa khỉ với tinh thần sớm một bước, cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh đầu mùa khỉ, giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu và xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế với bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế cũng vừa tổ chức tập huấn toàn quốc hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ và xây dựng 3 tình huống ứng phó với loại dịch bệnh này. Cục Quản lý Dược vừa có văn bản yêu cầu Shopee tiến hành thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm có hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức ghi trên nhãn có chứa chất hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm này cũng chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng vừa phá thành công chuyên án giải cứu 2 nạn nhân trong một vụ án mua bán người là người dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk đang trên đường bị các đối tượng đưa từ Bắc Ninh về Hải Phòng. Sau khi giải cứu người bị nạn an toàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tiến hành mở rộng điều tra, phối hợp với các đơn vị truy bắt đối tượng trong đường dây mua bán người là Ngô Văn Tuấn, sinh năm 2000, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Ngô Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi lừa bán 2 người bị nạn trên để lấy 30 triệu đồng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người đối với đối tượng Ngô Văn Tuấn để điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa phối hợp với một số lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu 4 bánh heroin. Đối tượng bị bắt giữ là Ly Tái Xúa, sinh năm 1973 và Ly A Và, sinh năm 1993, đều trú tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Lực lượng chức năng thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng khoảng 1,4 kg được cất giấu trong bao gạo của đối tượng Ly Tái Xúa. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận số ma túy trên là của Ly A Và gửi xe khách từ huyện Mường Tè về huyện Nậm Nhùn và gọi Ly Thái Xúa ra nhận ma túy mang đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố theo quy định của pháp luật. Giới chức Mỹ thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh của Al-Qaeda, người là đồng chủ mưu vụ khủng bố 11 tháng 9 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan. Theo thông báo, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri vừa tròn 71 tuổi, bị thiệt mạng trong vụ không kích tại thành phố Kabul, Afghanistan hôm 31 tháng 7. Sáng 2 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận cái chết của thủ lĩnh Al-Qaeda gần một năm sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan sau 2 thập kỷ chiến tranh. Al-Zawahiri là đồng minh thân cận của chùm khủng bố Osama Bin Laden, đồng thời là một trong những đồng chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 trên đất Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 vừa qua, nước Đức đã chính thức tái khởi động nhà máy điện than đầu tiên nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt hiện nay. Theo đó, nhà máy điện than Metram với công suất khoảng 270 MW là nhà máy điện than đầu tiên hoạt động trở lại tại quốc gia này. Đức là nước công nghiệp phát triển duy nhất loại bỏ dần than đá và năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, do Nga siết chặt nguồn cung khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1, vốn đóng vai trò quan trọng chiến lược cho an ninh năng lượng của Đức, xuống mức 20%, nên chính phủ Đức phải cân nhắc việc ngừng loại bỏ hạt nhân và chuẩn bị về mặt pháp lý để đưa các nhà máy điện than trở lại thị trường. Các cơ quan khí tượng của Pháp và Anh ngày 1 tháng 8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng khô hạn nhất trong lịch sử của hai quốc gia này. Theo cơ quan khí tượng Pháp, lượng mưa đo được tại nước này trong tháng 7 vừa qua chỉ đạt 9,7mm, giảm 84% so với mức trung bình của tháng 7 trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2022, và là tháng khô hạn thứ hai kể từ tháng 3 năm 1961. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết của Anh thông báo nhiều khu vực ở phía đông và nam vùng England đã ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 vừa qua ở mức thấp nhất trong tháng 7 kể từ năm 1935. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.